Vâng, hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay thì mình phát hiện tổ chim bìm bịp cóc đây các bạn. Tổ này có một con chim non nha các bạn ơi. Đó, và bây giờ mình sẽ gắn máy quay để xem chim bố mẹ tha mồi về tổ nuôi con. Và các bạn xem video thì đừng quên ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.
Vâng các bạn ơi, mình thấy loài chim mình bịp cóc ấy, thả mồi về tổ ít đâu nha các bạn. Nó những miếng mồi mà chim thả về ấy, thì là những miếng mồi rất là to, cho nên là chim con no rất là lâu và tổ chỉ có một con non nuôi các bạn. Cho nên là mình quay rất là lâu nhưng mà thấy thì thả mồi rất là ít. Đó. Rồi và video này của mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem nha. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.